Chào các em đang xem bài giảng đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022 môn hóa 12. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề số 3. Câu số 1. Benzin acetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo là. Benzin acetat thì chúng ta nhớ là benzin là gốc của nó là gốc C6 này. H5 CH2 nha. Đó. Đây là gốc benzin. Vậy thì benzin acetat, acetat là CH3CO. Vậy công thức của nó chính là đáp án B. Nha chưa? Benzin acetat. Câu 1 chọn đáp án B nha chưa? Tiếp theo là câu số 2. Một chất khí thủy phân trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucose, chất đó là. Một chất mà khi thủy phân không tạo ra glucose, nhớ là môi trường axit nha, chính là chất nào? Chính là lipid chưa? Lipid là chất béo thì thủy phân nó ra là axit béo và glycerol thì nó không tạo ra glucose, chính xác rồi. Còn đáp án A thì nó tạo ra glucose, saccharose, thủy phân tạo ra glucose này, tinh bột và cellulose, thủy phân trong môi trường axit cũng tạo ra glucose. Vậy thì đáp án B nha. Câu 2 chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 3. Cho các dung dịch glucose, glycerol, formaldehyde, ethanol. Thì người ta hỏi là có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên. Đáp án A là COOH2 lần. COOH lần thì cái này nó chuyển sang màu xanh này, đúng không? Cái này cũng màu xanh. Thì cho đun nóng thì cái này tạo đỏ gạch. Cái này thì formaldehyde thì HCSO đúng không? Thì nó cũng nó tác dụng ở điều kiện là nhiệt độ đun nóng thì nó ra cái tủa đỏ gạch. Còn cái này không có. Thì cái đáp án A có được không? Chúng ta kiểm tra lại thêm này. Nước brom được không? Nước brom thì nó phản ứng được với gluco và cái formaldehyde này. Còn hai cái này không có thì chúng ta loại đáp án B này này. Đáp án C dùng natri. Natri thì không được rồi. Đáp án D là bọt nitrat trong NH3. Bọt nitrat trong NH3 thì phản được với thằng formaldehyde với thằng glucose, còn hai cái này không có, vậy chúng ta loại luôn. Và chính xác chính là đáp án A. Nhớ chưa? Dùng COOH2 lần thì cái này nó tạo thành màu xanh đun nóng đỏ gạch này, glucose tạo màu xanh đun nóng đỏ gạch. Còn glycerol thì nó tạo màu xanh thôi. Anh nhiệt độ thường nha. Ở nhiệt độ thường thì gluco tạo màu xanh nhưng mà đun nóng tạo đỏ gạch. Còn glycerol ở nhiệt độ thường là tạo màu xanh. Đun nóng nó vẫn có màu xanh. Còn formaldehyde thì phản ở nhiệt độ cao, đun nóng tạo đỏ gạch, còn cái này không có thì chính xác là đáp án A nha. Câu 3 chọn đáp án A. Tiếp theo là câu số 4. Khi thủy phân lipid trong môi trường kềm thì thu được muối của axit béo và gì? Khi thủy phân lipid trong môi trường kềm thì thu được muối của axit béo chính là muối gì? Và đúng rồi, thu được muối của axit béo và gì? Glycerol. Vậy thì câu 4 chọn đó C nghe chưa? Tiếp theo câu số 5. Thủy phân este có công thức phân tử là C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Trong đó Z có tỷ khối so với hydro bằng 23, tên của X là gì? Tính MZ trước giờ, MZ là bằng gì đây? MZ là bằng 23 nhân 2 là 46, 46. Công thức của nó sẽ là gì? C2H5OH, chính là rượu ethylic. Vậy thì công thức tổng quát của este là chúng ta có là RCOR phải, được chưa? Vậy cái R phải chính là gì? Chính là C2H5 rồi nè. Đúng không? CR phải là C2H5. Tìm R nữa là xong. Ở đây thì cái này là bao nhiêu đây? Cái này là chúng ta có là CH5 rồi đúng không? Thì còn đây là COO. Có 4 C chưa? 4 C. 4 C thì cái này còn 3 C chưa? Còn 1 CH3 thôi. Đúng không? Và là CH3 COO CH5. Đọc là ethyl acetate. Vậy công thức của nó là gì đây? Đáp án gì đây? Đáp án C. Thấy chưa? Câu 5 chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 6. Tinh bột cellulose saccharo triolein. Đây là triolein.
Công thức của nó là C17H33, COO tất cả 3 lần, C3H5, nhớ chưa? Tri-ban-mi-tinh là C7-17-35, còn tri-ô-li-in là C7-33. Điều có khả năng tham gia phân gì đây? Tinh bột nè, cellulose, sắc rô là thủy phân, còn cái đây là gì đây? Cái này là chất béo, cái này chính là chất béo. Chất béo hay là nó thuộc về este đúng không? Đây chính là este. Este thì có thủy phân. Vậy thì câu 6 chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Tất cả đều có phân thủy phân. Tiếp theo là câu số 7. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với NH2CH2COH, đây chính là ly sinh nha, ly sinh. Vừa tác dụng được với CH3NH2. Lưu ý cái này là lưỡng tính. Cái này là tính bao giờ. Được chưa? Vậy thì hai cái này đều tác dụng được với ai? Vừa tác dụng được với chất, vừa tác dụng được với chất này, vừa tác dụng được với cái này, cái CH3NH2. Chính là HCl thôi. HCl phản được với CH3NH2 tạo ra CH3NH3Cl. Còn HCl tác dụng vào cái này thì nó cộng dầu cái chỗ này vô này, cộng HCl vào đây được là NH3Cl CH2COH. Được chưa? Câu số 7 chọn đó ngay. Tiếp theo sẽ là câu số 8. Câu 8 này. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím quá xanh? Dung dịch làm quỳ tím quá xanh thì nó sẽ là dung dịch bao giờ? Nhớ chưa? Dung dịch bao giờ nè. Cho quỳ tím vào thì nó quá gì? Quá xanh. Nhớ chưa? Vậy thì cái đáp án A, chúng ta thấy là cái chất này nó có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Số nhóm COH nhiều hơn nhóm NH2 chưa? Do đó thì nó là mùi tím sẽ quá chỉ sang màu đỏ rồi. Đó là A loạn rồi. Đó B thì cái này CH3, CH2, CH2, NH2 đây là một amin. Đây có tính gì? 3 giờ. Do đó là mùi tím chuyển sang màu xanh. Vậy câu 8 chọn đó B. Còn đáp án C thì C6H5 NH2 thì nó là một amin nhưng mà nó là được xem là gì? 3 giờ yếu, rất là yếu. Do đó thì nó không là mùi tím đâu màu. Loại luôn. Còn cái này thì nó gồm một nhóm NH2 và một nhóm COH, những amino mà có số nhóm NH2 bằng số nhóm COH thì nó không là mùi tím đâu màu. Loại D luôn nha. Rồi tiếp theo câu số 9. Tinh bột, cellulose, sacarose đều tham gia phản ứng gì? Đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Thủy phân thôi. Vậy thì câu 9 chọn đáp án C. Rồi tiếp theo là câu số 10. Tri-ô-li-in không tác dụng với chất hoạt dung dịch nào sau đây? Đáp án A là khí hydro. Tri-ô-li-in là nó có một liên kết bi mà nó có ba nhóm thì nhân cho ba nha. Tóm lại là tri-ô-li-in là nó có ba liên kết C-C nối đôi nha. Nó có ba liên kết C-C nối đôi. Thì đó nó tác dụng được với hydro này, tác dụng được với nước brom. Được chưa? Và lưu ý là nó là este. Do đó tác dụng được với ai? Dung dịch ba giờ. Đun nóng. Vậy thì đáp án A, đáp án C, đáp án D đều đúng. Vậy đáp án sai ở đây là đáp án gì? B có nghĩa là triolein nó không phản ứng natri. Rồi tiếp theo là câu số 11. Khi thủy phân đến cùng protein thu được. Chúng ta lưu ý là khi thủy phân đến cùng protein thì nó tạo ra là alpha amino acid. Nhớ chưa? Vậy thì câu 11 chọn ngay đáp án D nghe chưa? Một chọn D. Tiếp theo là câu số 12. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol STA rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH hai lần dư thu được 40 gram kết tủa. Công thức phân tử của Y là thì đốt cháy thì thu được CO2 và nước, CO2 và nước dẫn qua CaOH hai lần dư thì cái CO2 nó tác dụng với CaOH hai lần dư tạo ra cái tủa là cái tủa CaCO3. Câu này thì chúng ta chỉ cần tìm số C của STI là xong. Thì chúng ta có công thức là mol CO2 này bằng mol STI đúng không? Nhân cho số C. Được chưa? Số C. Mà mol CO2 là bằng mol gì? Mol cái tủa CaCO3 nghĩa là bằng mol cái tủa là nghĩa là bằng mol CaCO3.
Đồng ý chưa? Mà môn CA CO3 thì chúng ta lấy 40 chia 100 là 0,4. Được không? Từ đây tính được số C không? Số C bằng gì? Số carbon á là bằng bằng 0,4. Môn A là 0,2 rồi, bằng 2. Bằng 2 thì nó có 2C. 2C chính là C2H4O2. Chúng ta lưu ý tất cả các cái đáp án này đều là este nào đơn chất đúng không? Cái này không phải này, loại này. Cái này không hình như không thấy được chưa? Này loại đi. Thì do đó thì chúng ta khẳng định ngay là CH4O2. Vậy câu 12 chọn đáp án B thôi. Đây, chúng ta nhớ giùm thầy này. Mol CO2 thì bằng mol X nhân cho số C. Nhớ chưa? Mol X là mol este đó. Hai chất bất kỳ, được chưa? Rồi tiếp theo sẽ là câu 13. Công thức nào sau đây của cellulose? Chúng ta lưu ý công thức cấu tạo của cellulose là C6H7 O2OH tất cả 3 lần, N lần, được chưa? Vậy câu 13 chọn ngay đáp án D. Lưu ý ngay chưa? Công thức phần tử của nó là C6H10O5. Nhớ chưa? Nhưng mà công thức cấu tạo của nó như vậy. Rồi tiếp theo là câu số 14. Để biến một số dầu mỡ rán hoặc xin lỗi, để biến một số dầu thành mỡ rán, nhớ chưa? Biến một số dầu này thành mỡ rán này hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình. Chúng ta nhớ để biến một số dầu hoặc dầu thành mỡ rán hoặc bơ nhân tạo thì người ta dùng dùng gì? Ta cho gì? Cho dầu tác dụng với ai? Dầu tác dụng với hydro, nghĩa là hydro hóa, nhớ chưa? Người ta sẽ hydro hóa tạo ra mỡ rán hoặc bơ nhân tạo. Dầu ăn này, dầu ăn chúng ta đi dầu ăn chúng ta để biến thành bơ nhân tạo thì chúng ta hydro hóa, dầu ăn biến thành mỡ rán thì chúng ta cũng hydro hóa luôn. Để tóm lại, dầu ăn dầu á biến thành mỡ rán hay là bơ nhân tạo thì chúng ta dùng phần là hydro hóa. Vậy thì câu 14 chọn đó ngoan chưa? Rồi tiếp theo câu 15. Cho các chất ethylene, saccharose, acetylene, fructose, anhydride acetic, tinh bột, axit formic, xenolô, gluco, số chất có thể phản ứng với bọt nitrat trong NH3 tạo ký tủa. Thì ở chương trình lớp 11 chúng ta đã biết là acetylene công thức của nó là C2H2 thì nó phản được với bọt nitrat tạo ký tủa là Ar2C2, nhớ chưa? Ở lớp 11 ta học này, nhắc lại lớp 11 nha, cộng cho Ag2O. Đây là NH3, tê độ nha, nó sẽ ra được là CAgNO3 này, Ag này. Cộng cho nước nha. Cái tủa nó màu vàng nha, tủa màu vàng. Vậy thì cái acetylene được chưa? Được này. Và fructose thì nó khi bỏ vô dung dịch bọt trong NH3 nó cũng tác dụng được bọt trong NH3 tạo cái tủa bọt nha. Được nha. Rút ra được. Rồi anhydride acetic là nó có nhóm CFO được luôn. Tinh bột không có, axit formic có nha. Axit formic có. Xenolô không có và gluco có. Vậy thì có acetylen là mộng này. Fructose này. Anhydride acetic này, axit formic và gluco và là 1 2 3 4 5 chắc nha. Vậy thì câu 15 chọn đáp án C. Nhớ chưa? Tiếp theo sẽ là câu số 16. Câu 16 này. Cho 15 gram anilin, phenin, methylamine, diethylamine, tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl1M, khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Thì tất cả cái chất này nó đều có nhóm NH2, đúng chưa? Do đó cái bài này thầy sẽ dùng các cái này thành một công thức là gì đây? Là R trung bình NH2, được không? Thì cái này mà tác dụng của HCl thì nó tạo ra là R trung bình NH3Cl. Thì chúng ta so sánh cái amin với cái muối này tan 35, tan nhau 35, 36,5 gram đúng không?
và nó tan 36,5 gram này. Chúng ta áp dụng phương pháp tan giảm khối lượng thì khối lượng muối để yêu cầu tính đúng chưa? Thì bằng khối lượng của amin cộng cho 36,5 nhân cho tất cả cái này đều có hệ số 1. Ở đây đề nó cho mol cho HCl đúng không? Vậy thì bằng 36,5 mol HCl phản ứng. Và nó bằng như đây. Amin thì 15 gram rồi. Cộng cho 36,5 mol HCl chúng ta lấy 0,05 nhân cho 1 chính là 0,05. Chúng ta đi bấm máy. 15 cộng cho 36,5 nhân cho 0,05 thì nó ra là 16,825. Kết quả là 16,825 gram. Được chưa? Đây dấu phải đó nha, phải này. Vậy thì câu 16 chọn đáp án A nha. Tiếp theo là câu 17. Cho sơ đồ phản ứng thuốc sống không khói. Cái này nè, cái này là x x trừ tạo ra thuốc sống không khói, x tạo ra a tạo ra sorbitol. X a là gì đúng không? Thì chúng ta nhớ nè, từ a mà tạo ra sorbitol thì có hai chất duy nhất đó là có hai chất đó là gì? Gluco và fructo. Vậy thì a có hai khả năng là gluco và fructo đúng chưa? Còn x mà tạo thuốc sống không khói thì x chắc chắn là cellulo. Khẳng định ngay là x chính là cellulo. X chính là cellulo nha. Còn a chính là có hai khả năng đó là gluco hoặc fructo chưa biết. Rồi bây giờ đoán ngay là x chính là cellulo nha. Phải là x đúng không? X a nè, x cellulo thành loại đáp án C này, tên bộ là sai rồi nè. Saccharo là tầm bậy nè. Còn hai đáp án là A với D. Được không? A với D thì bây giờ chúng ta đoan phân vân là A là gluco hoặc fructo đây nè. Rồi bây giờ chúng ta xem nè. X tạo xuống khó, X tạo ra A đúng không? Vậy X A chính là gì? Gluco rồi. Từ cellulo mà tạo ra A. A phải là cellulo thủy phân ra gluco. Vậy chắc chắn gì đây? Đoán đúng gì đây? Đoán đúng ở đây chính là đáp án A nha. Đúng không? Chứ không thể nào là A là thằng gì? Thành fructose được. Bởi vì thủy phân cellulo tạo ra gluco mà. Thấy chưa? Cellulo này. Em đem thủy phân trong đường hấp cộng tê độ á. Nghĩa là cộng cho nước á. Nó tạo ra gì? Gluco. Thấy chưa? Và thì câu đây chắc chắn đáp án A. Tiếp theo là câu 18. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? Cùng bậc nghĩa là cùng bậc 1, cùng bậc 2, cùng bậc 3 gì đó, được chưa? Thì đó Nga thì cái đây là ancol bậc mấy đây? Bậc gì? Bậc 2 đúng không? Cái này bậc mấy đây? Bậc 2 luôn rồi. Vậy câu cái này là bậc mấy? Cái này bậc 1 chưa? NH2 là bậc 1, xin lỗi, được chưa? Amin mà NH2 bậc 1, amin NH là bậc 2 chưa? N là bậc 3. Vậy thì nó khai chính là bậc 1 này. Cái này bậc 2 là không được rồi. Nó cùng bậc thì chưa? Mình loại. Còn cái này là ancol bậc 3 này. Đúng chưa? Cái này là amin bậc 1. Thì hai cái này không cùng bậc nữa chưa? Loại luôn. Cái này là NH này. Là bậc mấy? Bậc 2. Amin bậc 2 này chưa? Đây chính là amin bậc 2 nữa chưa? Cái này OH chính là gì? Rồi bậc 2. Vậy thì hai cái này cùng bậc 2 nữa chưa? Vậy thì câu 18 chọn đáp án C. Đó D cái này là rửa bậc 1 này. Cái này là amin bậc 2 chưa? Mày loại. Tiếp theo là câu số 19. Fructose và saccharose đều có. Fructose và saccharose đều có gì? Đó là 5 nhóm hydroxyl trong phân tử. Cái saccharose, các fructose thì nó có mấy nhóm này? Mấy nhóm? Chúng ta nhớ nào, mấy nhóm này? Nó có gì? Nó có 5 nhóm được chưa? Còn saccharose thì không có. Không có 5 nhóm này chưa? Cái này không có. Nên loại đi. Còn cái B là phản ứng khử brom trong dung dịch nước. Đều có phản ứng khử brom. Này không có nữa chưa? Cái này là brom là không phản ứng được với ai? Fructose và cũng không phản ứng được với saccharose.
Dạ loại B luôn này. Đáp án C là phản ứng hòa tan COOH hai lần ở nhiệt độ thường. Không. Cả hai ông này đều gì? Phản ứng được với COOH hai lần ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy câu 19 chọn ngay đáp án C. Đáp án D là sai bởi vì hai ông này không có trống, ông này hai ông này nó đều đúng không? Đều là cả hai đúng không? Vậy thì hai ông này chỉ có một mình ông gì? Ông fructosa trống bọt thôi, còn ông này không có. Sắc đồ da không có nha. Vậy thì loại D. Đáp án chính xác đáp án gì? Đáp án C. Rồi tiếp theo là câu 20. Từ 16,2 tấn cellulose người ta sản xuất được m tấn cellulose trinitrat biết hiệu suất là 90%, giá trị m bao nhiêu? Câu này thì chúng ta sẽ dùng sơ đồ. Từ cellulose đúng không? Thì tác dụng với 3 lần HNO3 này tạo ra cellulose trinitrat. Thấy chưa? Thì cái cellulose đề cho là 10 là 100 cái 162 nha, 162. Còn đề cho là 16,2. Còn cái cellulose trinitrat là 297. Để yêu cầu tính khối lượng của cellulose trinitrat đúng không? Mà tấn cellulose trinitrat đúng rồi. Thì tính qua được chưa? Đây tính qua. Hiệu suất lưu ý là 90%. Thì lúc này chúng ta khối lượng của cellulose trinitrat là sẽ bằng như đây. Là gì đây? 16,2 nhân cho 297 đem chia cho 162 và cái đây chúng ta nhân cho 90 chia 100. Được chưa? Và bấm máy thôi. 16,2 này nhân cho 297 rồi nhân cho 90 đúng không? Rồi chia cho 162 nhân cho 100 thì nó bằng là gì đây? Nhầm rồi. Là 16,2 này rồi nhân cho 297 đem chia cho 162 được chưa? Rồi tất cả cái này đem nhân cho 90 chia cho 100 thì nó bằng là 26,73. Nó bằng là 26,73 đơn vị là tấn đúng không? Tấn. Vậy thì câu 20 chọn đáp án đúng là đáp án A nghe chưa? Đúng không ạ? Tiếp theo là câu 21 cho 0,01 mol amino acid X tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch HCl1M. Mặt khác 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH1M. Cô cộng dung dịch sau phản ứng thu được 19,2 gram muối khoáng, khối lượng mol của X là bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta đặt công thức của amino acid X là NH2 tất cả M lần này, RCOOH tất cả N lần. Thì chúng ta tính cái số nhóm NH2. Số nhóm NH2 nha, số nhóm NH2 bằng gì đây? Bằng mol HCl là chia mol X, HCl là bao nhiêu? Mol HCl là 0,01 nhân cho 1 chính là 0,01. Chia cho mol X là 0,01 thì bằng 1. Vậy thì cái amino acid X nó có gì? Có một nhóm NH2 được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta tính số nhóm COOH là bằng như đây, là bằng mol NaOH phản ứng chia cho mol X. Mol NaOH là 0,2 nhân 1 chính là 0,2 này, chia mol X là chia 0,1 là bằng 2. Cho nó có, cho nó có hai nhóm NH2 nha. Vậy lúc này công thức của nó là gì đây? Công thức của X sẽ là gì? NH2 RCOOH tất cả hai lần. Được chưa này? Đó, công thức như vậy đó. Rồi bây giờ nó còn dữ kiện này đây. Cái chỗ là mạc khác này không một mol X tác dụng vừa đủ NaOH thu được 19,2 gram muối này. Vậy thì NH2 RCOOH tất cả hai lần tác dụng với NaOH thì tạo ra muối gì đây? Muối sẽ là gì? Muối sẽ là NH2 RCOONa tất cả hai lần. Số mol của thằng X là 0,1 nè. Thì mol thằng muối cũng là 0,1. Vậy thì chúng ta có phương trình là 16 cộng cho R mà lớn của muối là 16 cộng R cộng cho cái này là 67 nhân 2 chưa? CO là 44 cộng 23 là 67 nhân 2.
cộng cho 67 nhân cho 2 này. Tất cả cái này đem nhân cho 0,1 thì nó bằng 19,2. Từ đây tính được R. Vậy là 16 cộng cho x cộng cho 67 nhân cho 2. Tất cả cái này nhân 0,1 thì nó bằng 19,2 nha. 19,2 bấm xếp xuống bằng 42. R 42 nha. 42 chính là C3H6. Vậy lúc này cái x của mình là gì đây? X của mình chính là gì? Thì x của mình là NH2 này. C3H6 COOH tất cả 2 lần. Để nó hỏi là khối lượng mol của x đúng không? Ta cộng lại nè. Là 16 cộng cho 42 cộng cho 90 thì nó bằng 148. MX là 148 nha. 148 thì chọn nó ống đen nha. Ống đen. Rồi tiếp theo sẽ là câu 22. Câu 22 nè. Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là bao nhiêu? Thì câu này các em chỉ cần nhớ cho thầy như vậy nè. Các em nhớ cho thầy như vậy là xong rồi. Cái C4H11 này, N này thì nó có số đồng phân bậc 1 á, tổng đồng phân là 8 nha. Tổng đồng phân là 8 là 2 mũ N trừ 1 á, 24 trừ 1 là còn 2 mũ 3 là 8. Tổng đồng phân là 8. Thì cái bậc 1 là nó có 4 đồng phân. Bậc 2 là nó có 3 đồng phân. Bậc 3 là có 1 đồng phân đúng chưa? 4 cộng 3 là 7, 1 là 8. Rồi. Còn cái thằng mà C5H13N này. Do cái điều kiện của đồng phân á thì chúng ta nhớ amin thì CnH2n cộng 3n thì số đồng phân của nó sẽ là gì? Số đồng phân của nó sẽ là 2 mũ n trừ 1. Với điều kiện là n lớn hơn 2 nhỏ hơn 5. Cái này bằng 5 chưa? Bằng 5 là nó ngoài vùng phủ sóng rồi, thấy chưa? Bằng 5 là ngoài vùng phủ sóng rồi, thấy chưa? Nhỏ hơn 5. Cái này bằng 5 là không được rồi. Thì có cái mẹo như vậy này, số đồng phân thì em lấy 2 mũ n trừ 1 cộng thêm 1 nữa. Số đồng phân của nó tính như vậy này, 2 mũ 5 trừ cho 1 vẫn như vậy đi chứ, 2 mũ n trừ 1 và em cộng thêm cho 1 nữa là bao nhiêu? Là mấy đây? 2 mũ 5 là bằng bao nhiêu? Trừ 1 là còn 2 mũ 4 16 là 17 đồng phân. Thấy chưa? Đó cộng thêm 1 là 17 đồng phân. Tính bình thường sau đó cộng thêm 1 là 17 đồng phân. 17 đồng phân thì lưu ý này, bậc 1, bậc 2, bậc 3. Em nhớ được thằng C4H11 thì nhớ được thằng C5H13 thôi. Bậc 1 thì em nhớ giùm thấy em lấy cái này nhỉ, bậc 1 của thằng C4H11 em nhân cho 2 là 8. Em lấy cái thằng bậc 2 của C4H11 nhân cho 2 là bậc 2 là 6. Chúng ta lưu ý này, đối với bậc 1 của thằng C5H13 đó, N đó thì chúng ta lấy bậc 1 của thằng C4H11 N chúng ta nhân cho 2 là 8 này. Đối với bậc 2 của thằng C5H13 N thì chúng ta lấy cái bậc 2 của thằng C4H11 chúng ta nhân cho 2 là 6. Còn cái bậc 3 thì chúng ta lấy tổng là 17 trừ đi cho 6 trừ đi cho 8. 17 trừ cho 8 trừ cho 6 là còn mấy? Còn 3. Bậc 3 có 3 đồng phân thấy chưa? Vậy câu 22 đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì? Đáp án C. Được chưa này? Tiếp theo là câu 23. Khi nói về peptic và protein, phát biểu nào sau đây là sai? Đó là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha amino acid được gọi là liên kết peptic. Cái này đúng rồi. Liên kết giữa nhóm CO này với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha, nhớ là alpha nha, alpha amino acid được gọi là liên kết peptic. Này chính xác chưa? Này đúng. Người ta hỏi câu sai. Đoán B, tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Cái này sai rồi. Bởi vì protein ở dạng tóc, dạng sừng á, được chưa? Hay là ở cái dạng ví dụ như là móng tay này thì nó không có tan trong nước, nhớ chưa? Thì đó thì cái này sai. Đoán B sai nghe chưa? Tất nhiên thì CD đúng, bởi vì protein có phản màu với biure, phản màu biure với CO hai lần, cái này đúng chưa? Cụ thể là tạo thành màu tím á. Còn đoán D, thủy phân hoàn toàn protein đơn giản bằng enzyme thu được alpha amino acid, cái này hoàn toàn chính xác.
Vậy đó ông B sai nghe chưa? Tiếp theo là câu 24. Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm OH, vị ngọt hòa tan được COOH hai lần ở nhiệt độ thường, không làm mất màu nước brom. X là cái gì? X có nghĩa là ở đây X chắc chắn là carbohydrate rồi, chúng ta khỏi bàn cãi nghe chưa. Nhưng mà chúng ta lưu ý này, nó hòa tan COOH ở nhiệt độ thường, nhiệt độ thường nghe chưa, mà không làm mất màu nước brom, thì chứng tỏ X sẽ lại hòa tan được gì? COOH ở nhiệt thường tạo thành dung dịch màu xanh lam á, thì chứng tỏ đây chúng ta loại gì đây? Loại cái thằng cellulose và tinh bột, hai cái này không có. Còn gluco và sacro thì ở đây là nó là không làm mất màu nước brom, mà chứng tỏ là saccharose, còn gluco thì là mất màu nước brom. Tiếp theo là câu 25. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Đáp án A là fructose, đáp án B là triolein, đáp án C là saccharose, đáp án D là cellulose. Thì chúng ta biết là cellulose, saccharose và triolein, triolein chính là chất béo, thì nó có phản ứng thủy phân, còn lại là fructose là không có. Nhớ là fructose này, fructose và gluco là không có phản ứng thủy phân, nhớ chưa. Rồi tiếp theo sẽ là câu 26. Lên men mà gom glucose hiệu suất 75% toàn bộ CO2 dẫn vào dung dịch NaOH thu được 0,4 mol hỗn hợp muối, giá trị của M là bao nhiêu? Thì chúng ta lưu ý cái CO2 á mà tác dụng với cái thằng NaOH thu được hỗn hợp muối chính là Na2CO3 nước này, rồi cái CO2 tác dụng với NaOH thu được là NaHCO3, đây chính là hỗn hợp muối, thấy chưa, đây là CO2. Thì các em thấy là carbon này là một, carbon này một, carbon chỗ này cũng một, carbon này cũng một, thấy chưa, thì mol carbon nó bằng chưa, có nghĩa là mol CO2 nó bằng mol muối chưa. Từ đây chúng ta suy ra đặc điểm là mol CO2 nó bằng mol muối, thấy chưa, mol CO2 bằng mol muối, mà ở đây đều cầu lên men và glucose đúng không, tạo ra CO2. CO2 tính gì đây, tính gì đây, tính khối lượng gluco, thì ta vẽ sơ đồ thôi là C6H12O6 này, đây là gluco này, nó tạo ra là 2CO2 được không. Vậy thì cái mol gluco cũng bằng bằng nửa CO2 đúng không, C gluco này là bằng 1 phần 2 mol CO2, đồng ý chưa. Chúng ta cần tính khối lượng gluco thì M sẽ bằng khối lượng gluco sẽ bằng gì đây, 1 phần 2 mol CO2 là chúng ta có rồi, là nó bằng mol gì, mol muối là 0,4 rồi, thấy chưa, bằng 0,4 nhân cho 180, hiệu suất là đạt 75%, mà cái glucose nó ở trước mũi tên thì chúng ta nhân cho 100 chia cho 75, chứ nhân 75 chia 100 là sai đó. Và nhớ là nhân thêm 180 nhớ, được không, rồi xong rồi, 0,5 này nhân cho 0,4 này, rồi nhân cho 180 nhân tiếp cho 100 chia cho 75 thì nó bằng một con số là 48, rất đẹp luôn, 48 gram. Vậy thì câu 26 chọn đáp án B. Tiếp theo là câu 27. Chất nào sau đây thuộc disaccharide? Chúng ta nhớ này, polysaccharide là tinh bột cellulose, monosaccharide là gluco fructose, còn disaccharide là saccharose. Vậy thì câu này chọn nó bán gì? Đoán C. Đơn giản đúng không? Câu 28. Để chứng minh tính tính lượng tính của glycerin, glycine này chưa? Glycine. Ta cho glycine tác dụng với cặp chất nào sau đây? Để chứng minh tính lượng tính thì chúng ta cho tác dụng với axit và bazơ. Và đây thì câu 28 chúng ta thấy là dung dịch NaOH này là bazơ, dung dịch HC là axit chưa? Mà chọn đáp án B thôi. Rồi tiếp theo sẽ là câu 29. Câu 29 nè. Este đơn chất X có tỷ khối hơi so với CH4 là 6,25, cho 20 gram X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH1M đun nóng, cô cận dung dịch sau phản ứng thu được 28 gram chất rắn khoáng. Công thức cấu tạo của X là bây giờ thì câu này chúng ta dùng phương pháp tư duy tứ trụ chưa. Rồi chúng ta xem đây, cái mx như này, mx là bao nhiêu, là 6,25 nhân 16, bấm luôn,
6,25 chúng ta nhân cho 16 là bằng 100 á. Không nhầm rồi. 100 rồi chưa? Bằng 100 này. Galaxy đã môn x bằng như đây là 20/900 là 0,2 cái đó nè. Và chúng ta dùng cái tư duy tứ trụ không nha. Đây. Tư duy chiều dọc á. Thì chúng ta có đặt công thức của ST là RCOOR phải. Còn cái cao H, tác dụng cao H là gì? Đó. Đánh mô tan xong. Thì được là muối là chính là RCOOK. Chưa? RCOOK. Rồi cái phần R, R cái R, RCOOK với cái R phải của H chúng ta không cần. Chưa? Người ta hỏi ráng mà cứ quan tâm chứ. Chưa? Chúng ta xem thế này, cái mol của ST là 0,2 đúng không? Cái mol của cao H là bao nhiêu? 0,3 chưa? Tỷ lệ của phản ứng là bao nhiêu? 4 số 1 được chưa? Vậy thì cái này dư chưa? Có dư chưa? Có dư. Vậy thì tính theo ai? Tính cái muối này theo theo cái gì? Theo ST là 0,2. Vậy ráng chính là còn cao H dư nữa nè. Dư là bao nhiêu? 0,1. Bởi vì 0,3 phản 0,2 là còn 0,1. Mà đề nó cho ở đây là 28 gram ráng đúng không? Thì có phương trình là gì đây? Cái này là R nè, cộng cho 83 đúng không? Và là R cộng cho 83 đem nhân cho 0,2. Cao H là 56, 56 nhân 0,1 thì nó bằng là 28. Bấm tìm R. Rồi R là x chưa? Cộng cho 83 nhân cho 0,2. 0,2 xin lỗi, 0,2 cộng cho 56 nhân cho 0,1 bằng 28, xếp xuống bàn bằng 29 này cho R bằng 29. 29 chính là C2H5, cái này quen rồi chưa? C2H5. Vậy thì công thức của nó là R COR phải, tính được R phải, tính được gì? Tính được R đúng không? R chính là C2H5 và là C2H5 này. Mà chúng ta biết là cái 100 á, 100 chính là gì? Chính là C4 H mấy, C5 H mấy, H10 O2. Nhớ chưa? ST mà có M lớn bằng 100 chính là C5 H10 O2. Mà chúng ta trừ đi C2 H5 rồi thì còn gì? Còn là COO này. Vậy 3 C chưa? Vậy là còn C2 H mấy? Đây H5, mà đây H10 thì còn mấy đây? C2 H4. Phải không? C2 H3 H4 ta. Cái này là H5 này. Vậy là H54 là không mấy rồi. H3 đúng chưa? H3, H8 mà. C5, xin lỗi. C5, H8. Đúng chưa? C5, H10, U2 là 102. C5, H8, U2 là 100 đúng rồi. C2, H3. C2, H3 chính là cái chất này. Chính là cái nhóm này. CH nấu đầu CH2. Vậy thì câu 29 đó đúng là đó ăn đề. Đơn giản chưa? Rồi tiếp theo sẽ là câu số 30. 30 này. Cho sơ đồ chuyển hóa triolein cộng cho hydro. Hydro này đây là dương nha. Xúc tác niken tê độ tạo ra x cộng cho NaOH tạo ra tê độ tạo ra A tạo cộng HC là ra giấy. Thì chúng ta có sơ đồ này triolein chính là gì đây? Chính là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Tác dụng với hydro thì nó ra là nó làm no rồi nha, làm no là thành x chính là C17H35COO. À, xin lỗi, C tất cả 3 lần rồi nha, 3 lần C3H5. Rồi con này tác dụng với gì? NaOH thì nó ra là C17 này H35COONa. Sau đó cái này người ta tác dụng tiếp với HCl thì nó tạo thành là C17H35COOH chính là axit. Axit gì? Axit gì đó? Steric, được chưa? Axit steric này, đây chính là axit steric. Vậy thì câu 30 đoán đúng ở đây chính là đoán C. Rồi tiếp theo là câu 31. Thủy phân đến cùng protein thu được. Thì chúng ta lưu ý thủy phân đến cùng protein thì thu được chính xác là alpha amino acid. Vậy thì câu này chọn đoán gì đây? Đoán đề thôi. Tiếp theo là câu 32. Dung dịch đường dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân. Dung dịch đường á, dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là gì đây?
A Luco, B Fructo, C là Maltose, Amylose, D là Saccharose. Vậy câu hai chọn gì đây? A nha, gluco là người ta dùng để tiêm hoặc là truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân, nhớ chưa? Bởi vì cơ thể người nó hấp thụ được gluco. Và tiếp theo là câu 33. Cho 0,2 mol amino acid X có dạng là NH2RCOH phản ứng vừa đủ với NaOH thu được 22,2 gram muối khoáng. Phân tử khối của X là bao nhiêu? Rồi bây giờ chúng ta đặt công thức amino chưa? Có đầu đúng không? Thì chúng ta ghi này NH2RCOOH tác dụng với HNOOH đúng không? Tác dụng với NaOH này thì nó tạo ra là NH2RCOONa. Mol này là 0,1 thì cái mol muối cũng là 0,1. Ở đây có phương trình như vậy là 16 cộng cho R, cái này 4, cái này 67 nha. 67 nhân cho 0,1 thì nó bằng là 22,2. Tính được R nha. 16 cộng cho x cộng cho 67 đem nhân cho 0,1 thì nó bằng 22,2. 22,2 nha, bấm xếp xuân bàn. Sao to thế? 16 cộng x cộng 67 nhân nhân 0,2, 0,2, 0,2. Cái này 0,2 đúng không? 0,2 này. Rồi, sửa là 0,2 dùng. 0,2 nha. Xếp xuân bàn. 28. 28 chính là C2H4. Vậy thì cái công thức của nó bây giờ là gì đây? Đó là NH2 này. C2H4 COOH tính này. NH2 là 16 chưa? 16 và 28 cộng cho 45. 16 cộng 28 này cộng 45. Bằng 89. C ra mà x nó bằng 89 thì chưa? Vậy thì câu 33 chọn đáp án đúng là đáp án A. Rồi tiếp theo sẽ là câu 34. Cho các chất sau NH3, CF3, CH2, NH2, C6H5, NH2, NH2, CH2, COOH chất có lực 3 giờ mạnh nhất. Thì cái này chúng ta lưu ý là cái này có một nhóm NH2, một nhóm COOH thì cái 3 giờ của nó là có pH là bằng mấy đây? Bằng 7 này, trung tính này. Còn cái đây là axit yếu. Còn cái đây là 3 giờ này thì pH sẽ lớn hơn gì? Hơn 7 này. Còn NH3 là cũng là 3 giờ luôn, lớn hơn 7 luôn. Nhưng mà nó có lực 3 giờ mạnh nhất nha. Mạnh nhất chính là ai? Chúng ta sắp lại nè. Yếu nhất là ai? Yếu nhất sẽ là C6H5NH2 này. Rồi mạnh hơn nó là NH2 CH2 COOH được chưa? Rồi đấy NH3. Được không? Rồi ai đây? Rồi mới tới gì? CH3 CH2 NH2. Vậy mạnh nhất ở đây chính là CH3, chính là CH3 CH2 NH2 chính là ethylamine. Vậy thì câu 34 chọn đáp án B nha. Rồi tiếp theo câu 35. Xét sơ đồ glycine cộng NaOH tạo ra A cộng nước cộng HC là tạo ra X. X có cấu tạo là glycine thì chúng biết biết là công thức của nó là NH2 CH2 COOH này. Cộng với NaOH thì nó ra là nó ghép natri vào đúng không? Là NH2. NH2 CH2 COONa. Cộng HCl là vào thì nó ra gì? Nó ra là NH3 CH2 COOH là ghép là lo vào nó chưa? Em xem này. Đây này. Như vậy này. Glycine là vậy, NH2 CH2 COOH đúng không? Chúng ta cộng cho NaOH thì nó tạo sản phẩm là gì đây? NH2 CH2 COONa đúng chưa? Rồi cái này chúng ta cộng tiếp gì đây? Cái NH2 này CH2 COONa. Chúng ta cộng gì? Cho HCl. Thì HCl dưới đây này thì nó tác dụng nó ra vậy, nó gắn HCl vào chỗ này. Chỗ NH2 đó là CH3 CL. Chỗ này là CH2 COOH.
CoH và nó natri nó kết hợp với calo còn H vào đây thì ra là NH3Cl2COH nha. Vậy tóm lại chất của mình cần tìm ở đây chính là gì đây? NH3Cl2COH. Vậy thì đáp án đúng là đáp án D nha. Bạn làm chọn D. Tiếp theo là câu 36. Sa phong hoàn toàn, sa phong quá hoàn toàn 14 gram chất béo cần vừa đủ 600 ml dung dịch cao H0,2M. Cô cọn dung dịch sa phong ấn thu được khối lượng sa phong là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ nha bạn cho thầy nè. Chất béo mà cộng với NaOH á thì nó ra là xà phòng cộng cho glycerol đúng không? Glycerol chưa? Gly này, sterol. Thì chúng ta nhớ là nó từ chất béo mà qua qua chỗ muối natri này thì nó tan 28. Vậy khối lượng xà phòng của nó đó bằng khối lượng chất béo cộng cho 28 chỗ này là 3 lần này nhân 1/3 nhân mol NaOH phản ứng. Được chưa? Còn nếu mà chất béo mà cộng cho 3 lần cao hấp cũng tạo ra xà phòng, có nghĩa là muối của natri á thì cộng glycerol. Đồng ý chưa này? Thì cái khối lượng xà phòng của mình đó là bằng khối lượng chất béo cộng cho 76, bởi vì từ chất béo mà qua muối natri là nó tan bằng 76 nhân cho 1/3 mol KOH. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta bấm máy thôi. Ở đây dùng natri đúng không? Ở đây dùng KOH đúng không? Được chưa? Chúng ta lấy chất béo cộng 76 nhân 1/3 nhân mol KOH phản ứng nha. Nhớ là phản ứng mới được nha. Phản ứng. Bấm máy này. 14 cộng cho 76 nhân 1/3 nhân mol KOH là 0,6 này, nhân cho 0,6 nhân cho 0,2. Thì nó ra là 17,04, rất là nhanh chóng. Đoán xe nha. Còn bài này các em mà không giải được cách này thì các em dùng phương pháp bổ toàn khối lượng. Cái này đơn giản là cho chứng minh cho xem này, đây, hướng dẫn cho xem luôn này. Để em coi nó có này, chứng minh cái NaOH nha, chứng minh nó cao OH đi. Em nói là cái chất béo của mình giả sử là công thức của nó là RCO tất cả 3 lần C3H5, được chưa? Chúng ta cộng cho KOH này thì nó ra là RCO là kali đúng không? RCOK cộng cho glycerol là C3H5OH 3 lần. Căn bản cái này là 3 lần này. Thấy chưa? Từ cái này qua cái này đúng không? Từ cái chất béo qua muối đúng không? Thì chưa căn bản cái này 3 lần này. Thì em thấy ba góc có ba góc RCO chưa? Bỏ đi. Chúng ta lấy 3 nhân 6 mấy? 3 nhân cho 39 xin lỗi. 3 nhân 39 kali 39 chưa? Trừ cho C3H5 là 41. Lấy máy tính bấm 3 nhân cho 39 trừ cho 41 thì nó tan bao nhiêu? Tan đúng 76 chưa? Đúng chưa? Còn nếu natri thì chúng ta lấy 3 nhân gì? Đây là kali này. Nếu mà natri á thì chúng ta lấy 3 nhân cho 23 trừ cho 41. 3 nhân cho 23 trừ 41 này. Tan 28 chưa? Đó xong. Do hệ số căn bản nó là 3 thì chúng ta chia cho 1/3, lấy 1 chia 3, thấy chưa? Chỗ này nhớ là 1 1/3. Còn nếu là 1 thì 1 chia 1. Rồi xong chưa? Tiếp theo câu 37. Trán bọt hoàn toàn M gom glucosa thu được 43,2 gram bọt. Nếu lên men rượu hoàn toàn M gom glucosa rồi cho toàn bộ CO2 vào nước vào trong dư. Nước vào trong dư có nghĩa là mol CO2 bằng mol khí tủa. Thì lượng khí tủa thu được là bao nhiêu? Người ta hỏi khối lượng CaCO3. Thì muốn tính được khối lượng CaCO3 thì chúng ta biết mol CaCO3. Mà mol CaCO3 thì bằng mol CO2. Lưu ý này. Thứ nhất là mol CaCO3 thì nó bằng mol CO2. Ở đây nó có trấn bọt. Gluco tạo ra 43,2 gram bọt. Thì chúng ta lưu ý là gluco mà trấn bọt á thì nó tạo ra hai bọt. Một gluco tạo ra hai bọt nha. Vậy lúc này chúng ta suy ra cái mol gluco này là bằng gì? 1/2 mol bọt. Vậy thì bằng 1/2 của 43,2 chia cho 108. Tức là 0,5 này nhân cho 43,2 chia cho 108 thì nó bằng là 0,2. Vậy mol gluco 0,2
mà chúng ta có quá trình liên mang này, chúng ta liên mang đúng không? Liên mang thì chúng ta có là C6H12O6 đem liên mang rượu chưa, thì nó ra là C2H5OH cộng cho CO2. Cái này là 6 carbon thì căn bản chỗ này sẽ là hai lần C2H5OH và hai lần CO2. Vậy thì cái mol của gluco là nó bằng gì? Một nửa mol CO2, có nghĩa là mol CO2 bằng nhiêu? Mol CO2 bằng hai lần mol gluco. Từ đây C mol CO2 bằng hai lần mol gluco. Có nghĩa là 2 nhân 0,2 là bằng 0,4. Vậy thì mol CaCO3 bằng mol CO2 bằng 0,4. Từ đây suy ra khối lượng CaCO3 chính là khối lượng cái tủa đó, chính là bạn 40 nhân cho 100 là bạn 40 gram. Vậy câu 37 chọn đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án B, thấy chưa? Rồi tiếp theo sẽ là câu 38. 38 này cho các phát biểu sau về carbohydrate. Thứ nhất, phát biểu A là gluco và sacarosa đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. Đây chính xác là do carbohydrate là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước, hoàn toàn chính xác. Đó là đúng rồi nha. Xin lỗi, là cái phát biểu A đúng. Phát biểu B là tinh bột và cellulose đều là polysaccharide, cái này hoàn toàn chính xác. Trong dung dịch gluco và sacro điều hòa tan, nhớ là điều không chưa, điều hòa tan COOH hai lần tạo phất màu xanh lông, cái này cũng hoàn toàn đúng luôn. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccharose trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Monosaccharide là gồm gluco và gì, fructose đúng không? Mà ta lưu ý tinh bột mà thủy phân trong môi trường axit thì thu được là gluco, còn sacro thủy phân thu được là gluco và saccharose, gluco và fructose đúng không? Saccharose thủy phân là tạo ra gluco và fructose. Và tới đây nó kêu thu được một loại là sai rồi, đúng không? Cái này hai loại, cái này một loại thì không thể một loại được. Đó thì cái đáp và cái phát biểu D là sai. Được chưa? Phát biểu A, khi đun nóng gluco hoặc fructose với bọt nitrat trong NH3 thì thu được cái tổ bọt, chính xác. Bởi vì fructose mà đun trong dung dịch kiềm thì nó chuyển thành gluco, gluco trong bọt rồi. Thì đó thì phát biểu A đúng rồi chưa? A đúng. Rồi tới G, phát biểu G này, gluco và saccharose đều tác dụng với hydro tạo sorbitol. Chúng ta nhớ này, chỉ có gluco và fructose tác dụng với hydro, khi hydro niken đun nóng thì tạo ra sorbitol thôi, còn lại saccharose không có nghe chưa. Vậy thì cái phát biểu H là sai, G là sai thì ra. Phát biểu H là amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, cái này hoàn toàn chính xác. Vậy thì có 1, 2, 3, 4, có nghĩa là có gì? Đáp cái phát biểu A này, phát biểu B, phát biểu C, phát biểu A và phát biểu H đúng. Và có mấy? 1, 2, 3, 4. Vậy thì chúng ta chọn đáp án gì đây? 45. A này B, C đúng không? A, B, C. A là 4 chưa? Với thằng H nữa là 5. Tóm lại là con 5. Đoán đề chưa? Đoán đề. Rồi tiếp theo là câu 39. Câu 39 thì đốt cháy hoàn toàn M gom triglyceride X cần vừa đủ 2,31 mol khí oxy thu được nước và 1,65 mol khí CO2. Cho mà gom X tác dụng với dung dịch nào hấp vừa đủ thu được glycerol và 26,52 gram muối, mặt khác M gom X tác dụng tối đa với amon Br2 trong dung dịch, giá trị của A bao nhiêu? Câu này chúng ta dùng phương pháp đồng đẳng hóa nghe nha. Đồng đẳng hóa. Thì chuyển về chất đầu giải đồng đẳng là chắc là HCOO tất cả 3 lần C3H5. Rồi CH2 được chưa? CH2 do nó tác dụng brom này đúng không, do tác dụng brom, do đó thì chúng ta ghi là trừ H2. Rồi cái môn chỗ này, này trừ hydro nó bạn đúng bạn A luôn nha, ghi số A đây. Còn cái CH2 thì chúng ta đặt là B, còn cái chất này sẽ đặt là C nha, nó số môn là C. Thì ở đây để nó nói là xác định A đúng không, nên nó cho là khối lượng của nó cho là gì đây, nó cho là khối lượng muối rồi, cho cái số mol oxy rồi,
Cho xác minh CO2 rồi chúng ta sẽ áp dụng, thứ nhất là bổ toàn khối lượng là một này, thứ hai là bổ toàn carbon, thứ ba là bổ toàn air trong. Cái này thứ nhất là bổ toàn xira gì đây, xira muối đi, xira muối luôn cho đi, nó cho khối lượng muối rồi 26,52 rồi. Muối chính là gì đây, muối chính là HCOONa, thấy chưa, bỏ nào hát vào đây thì nó có gán ra đây này, đúng không, gán ra đây vào chỗ này thì được là HCOONa rồi, CH2 nhớ là trừ H2 nữa nghe chưa. Cái này có 3 nhóm đúng không, 3 nhóm thì nhân cho 3 nữa là 3C, còn chỗ này sẽ là B, còn hydro là chúng ta có là A rồi. Rồi chúng ta có hệ phương trình nữa chưa, gồm 3 phương trình. Thứ nhất là chúng ta đi bổ toàn carbon, bổ toàn carbon thì chúng ta lấy mol x nhân số C, đây là đây mấy C đây, đây là 6C chưa, 6C đúng không, bổ toàn carbon đây là 6C này đúng chưa. À cái này là mấy C, bổ toàn carbon thì cái này là 1,65 đúng không, bổ toàn carbon mol CO2 bằng mol x nhân số C chưa, là trên đây cái này mấy C đây, 6C này, chúng ta lấy C nhân 6 là 6C á, 6C nghe chưa, rồi cộng đi đây, bổ toàn carbon đúng không, đúng rồi 6C, rồi 6C đúng rồi 6C, cái này 6C nghe chưa, 6C mol C, à xin lỗi, mol CO2 bằng mol x nhân số C, từ từ con, rồi đúng rồi 6C, cái này là mấy C đây, 1C là cộng cho B này, cái này không có là bằng gì đây, B cộng 6C bằng như đây là bằng 1,65 được chưa. Mol CO2 bằng mol x nhân số C, là mol x cái này là C này, nhân số C là nhân cho 6, 3 với 3 là 6C này, cộng cho B, cái này cộng B thôi, bằng 1,65 chưa. Rồi thứ hai là bổ toàn air trong, bổ toàn air trong thì chúng ta lấy gì đây, KSHCOO tất cả 3 lần C3H5 nó trao đổi là 20 an nha, 20 an thì chúng ta ghi là cái này là 20 nhân C được không, còn cái CH2 trao đổi là 6, 6 an cho nó cộng cho 6B, còn có hydro thì khí hydro trao đổi là 2 an và nhân cho trừ cho 2 nhân A thì nó bằng là 4 lần ô mol oxy, nghĩa là 4 nhân 2,31. Chúng ta nhớ là mol electron trong trao đổi này là bằng 4 lần mol oxy, khí oxy nha. Rồi tiếp theo là chúng ta có khối lượng muối bằng 14 này, 14B đúng không? Cộng cho cái này là bao nhiêu? Cộng cho cái này là nhiêu? 4B này cộng cái này là 68 đúng không? 68 nhân cho 3C trừ cho 2 nhân cho A đúng không? Là bằng 26,52. Sau đó chúng ta bấm máy tìm được là ABC. Rồi, bấm máy này. 152 152 xin lỗi, 152. Quy trình đầu tiên chúng ta bấm là gì đây, bấm cái gì trước đây, bấm cái A là không đúng không, A là có bấm không này, A là không, B là bấm số 1, C là bấm 6, còn cái D là bấm 1,65. Quy trình số 2 thì chúng ta bấm A là trừ 2, B là bấm 6, C là bấm 20, còn 4 nhân cho 2,31. Rồi trình cuối cùng là chúng ta bấm là trừ 2 nè. Rồi còn B bấm là 14, còn C là bấm 68 nhân cho 3 thì bằng 26,52 đúng không? Rồi được là A là 0,09, A là 0,09 này. Còn B là được là 1,47. 1,47 nha nha. Còn C là được là 0,03. C là 0,03 nha. 0,03. Ở đây đề nó yêu cầu là tính A đúng không? A chính là 0,09 chưa? Vậy thì chúng ta chọn ngay đáp án A luôn. 39 chọn đáp án A. Rồi. Tiếp theo sẽ là câu 40, là câu cuối cùng. Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH có số mol bằng nhau nha. Lấy 5,3 gom hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gom CH5OH, xúc tác là H4 đạt.
Thu được M gom hỗn hợp ST, hiệu suất là 70%, giá trị của M bao nhiêu? Thì câu này thì chúng ta thấy là hai axit này nó đều là đơn chất, thì thầy sẽ quy đổi nó về là R trung bình COH, được chưa? Thấy chưa? Đây là X này, đó X chính là R trung bình COH, tức là thì dòng lại là R trung bình COH, nha, hay là quy đổi á, thì thầy có phản ứng là R trung bình COOH chúng ta cộng cho gì đây, cộng cho H, cộng cho C2H5 OH, nha, chưa, vẫn thủy phân, số tác là H24 đạt 180 độ C á, thì nó ra là R trung bình COOC2H5 và cộng cho nước, đồng ý chưa? Phải không? Thì em thấy nè, từ R trung bình COH mà nó ra là R trung bình COC2H5, thì em thấy là cái này giống nhau cái chỗ RCO chưa? Bỏ đi. Chúng ta lấy 29 đúng không? 29 đúng không? Trừ cho 1 là bao nhiêu? Còn 28 bài tan bao nhiêu? Nó tan là 28 gram. Chúng ta dùng phương pháp tan giảm khối lượng. Vậy thì cái khối lượng của ST này sẽ bằng như đây. Đây chính là ST nha. Các bạn khối lượng của axit cộng cho 28. 28 gì? 28 mol axit và mol rượu, nhưng mà ở đây nó cho gì đây? Để nó cho gì? Nó cho là mol gì đây? Nó cho là chúng ta là mol gì? Có mol rượu chưa? Có mol rượu này. Và tính đi, tính cái mol của axit. Mol axit là HCOOH này, nó bằng mol CH3COOH là nó bằng 5,3. Chia tổng hai cái này là 46 cộng cái này là 60. Đúng không? 5,3 này chia tổng 46 cộng cho 60 thì được là 0,05 đúng không? Với 0,5. Các bạn là 0,05. Mol axit là không mẫu kế là 0,05 đúng chưa? Với 0,05. Thì ở đây cái mol rượu bao nhiêu đây? Mol rượu này. Mol rượu chúng ta là C2H5OH, chúng ta lấy 5,75 chia cho 46. 5,75 chia 46 này. Được 0,125 đúng không? Thì cho nên là 0,25. 0,125. Thì đây chúng ta sẽ chứng minh được axit nó HCOOH này tác dụng với C2H5OH, nó tạo ra là HCOOC2H5 cộng cho nước nha. Còn cái CH3COOH tác dụng với C2H5OH nó tạo thành là CH3COOC2H5 cộng cho nước nha. Thì chúng ta thấy là tổng mol axit của mình là không phẩy mấy, không phẩy một chưa? Đúng không? Còn tổng mol rượu của chúng ta là bao nhiêu? 0,125. Chứng tỏ là gì? Axit nó hết. Nhớ chưa? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ sửa axit. Vậy 28 mol gì? Mol axit. Vậy thay vào đây được chưa? Thay vào đây thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng ST của mình là gì đây? Khối lượng axit là chúng ta có là bao nhiêu đây? 5,3. Khối lượng ST cộng cho 28 là 28 nhân 0,1, đúng chưa? Khối lượng axit là 5,3 cộng cho 28 nhân 0,1. Nhớ chưa? Chúng ta biết là axit nó hết rồi đó. Bấm máy tính này. 5,3 cộng cho 28 nhân 0,1 thì nó bằng là 8,1. 8,1 chưa? Ở đây thì chúng ta lưu ý này, là chứng minh thôi. Chúng ta lưu ý là để yêu cầu là tính khối lượng ST mà hiệu suất 80%. Vậy thì cái khối lượng ST thu được gì đây? Khối lượng ST thu được bao nhiêu? Sẽ bằng gì? 8,1 này, chúng ta đem nhân cho gì đây? Nhân cho 80 chia 100 nữa là xong. Nhân cái 80 sau đó chia cho 100 thì kết quả nó bằng là 6,48, đơn vị là gom nha. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.